Thế mà mua xe hả? 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 Chị nói mới mua à? Anh kẹt hả? Ở anh kẹt. Người sống có đức tự nhiên phước báo tìm đến, người có tâm nhan sắc tự nhiên đẹp. Dối trời, dối Phật, dối nhân sinh, đố ai dối được lương tâm của mình. Trốn trời, trốn nợ, trốn tình, đố ai trốn được nghiệp mình đã gieo. Nếu hôm nay con chọn đối xử tốt với người khác, thì mai này con sẽ nhận lại đầy đủ sự tử tế của cuộc đời. Nhân quả công bằng, chẳng mất đâu con. Hạnh phúc không đến từ cuộc đời, cũng không đến từ người khác. Hạnh phúc chỉ nảy nở trong con khi con biết sống trọn vẹn với chính mình, với những gì mình đang có. Hãy tiếp tục giữ cho tâm hồn luôn thanh tịnh, từ bi và bác ái để có được cuộc sống ý nghĩa và đáng nhớ. Đức Phật dạy, người sống có đức tự nhiên phước báo tìm đến, người có tâm nhan sắc tự nhiên đẹp. Dối trời, dối Phật, dối nhân sinh, đố ai dối được lương tâm của mình. Trốn trời, trốn nợ, trốn tình, đố ai trốn được nghiệp mình đã gieo. Nếu hôm nay con chọn đối xử tốt với người khác, thì mai này con sẽ nhận lại đầy đủ sự tử tế của cuộc đời. Nhân quả công bằng, chẳng mất đâu con. Hạnh phúc không đến từ cuộc đời, cũng không đến từ người khác. Hạnh phúc chỉ nảy nở trong con khi con biết sống trọn vẹn với chính mình, với những gì mình đang có. Hãy tiếp tục giữ cho tâm hồn luôn thanh tịnh, từ bi và bác ái để có được cuộc sống ý nghĩa và đáng nhớ. Này có không? Ừ, có cây lên đó. Hai cây lên ngoài. Ở đây anh rút cây gì? Nhét rồi nghe. Tính giờ này cũng phần trăm thì qua đứng bên này này còn đứng để đây xem.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đủ duyên là gia đình anh Kiệt ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh bỏ tới Kiệt. Cái này là Nguyễn Chí Kiệt. Nguyễn Chí Kiệt. Nguyễn Chí Kiệt ở Mỹ, ở Mỹ. Hôm nay sau thời gian hơn một tháng hả? Hai tháng mấy đi qua Mỹ cùng với gia đình đã phát tâm gửi đến sư 10 thùng nước hoa với 10 thùng Milo, đồng thời với bánh này. Dạ, bánh 5 hộp à 10 hộp luôn. Với đồng thời có tịnh tài tịnh vật để cúng dường đến sư. Xin hôm nay là ngày 4 tháng 6 2024. Có anh Tý ở thành phố Trà Vinh cùng với bạn ở đây, cô ở đây thay lời cho anh Kiệt, Nguyễn Chí Kiệt ở xưa là ở bên quận 5, ở phường 5, thành phố Trà Vinh. Sau này đi bên Mỹ sinh sống cùng với gia đình, với đã biết sư từ lâu, một tí cũng như là gia đình Phật tử tại thành phố Trà Vinh đến thường xuyên tại cái chùa An tại phòng sư. Hôm nay đặc biệt là có cái gửi đến những cái lễ phẩm, gửi đến những cái tịnh tài tịnh vật để cúng dường đến sư. Xin thay lời cho ẩn Đức Phật, ẩn Đức Pháp, ẩn Đức Tăng là ba ngôi biểu báo, nhất là chư thiên hiện tại cái ngôi chùa An, ngôi chùa ở tất cả mỗi nơi đến đây để chứng kiến cũng như là quan hỷ những cái lễ phẩm mà anh Nguyễn Chí Kiệt cùng với gia đình anh Tý ở Trà Vinh đã phát tâm trong sạch cúng dường đến sư. Đồng thời xin cầu xin chư thiên trong mùi muôn triệu thế giới ta bà, chư thiên ngự các nơi, chư thiên ngự các nơi chùa ở A Bảo Om, xin chia phước đến anh Nguyễn Chí Kiệt cùng với anh em ở đây, trong đó là con Tý luôn luôn trong cuộc sống được an vui, được hanh thông, được may mắn và thuận lợi trong cuộc sống, nhất là Nguyễn Chí Kiệt cũng như là Tý có ước nguyện điều gì mong rằng sớm thành tựu như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để ba sự tăng tại sự tăng hóa sự sang cả hoặc sự sống đến trăm tuổi hoặc sự thành tựu trong việc nuôi mãi cho được sự an vui tất cả sự ấy cầu xin hằng đến cho người tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật do nhờ quay đức của giáo pháp do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quá của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Các bà con mình nói là xa thúc đọc à? Xa thúc xa thúc xa thúc xa thúc xa. Câu này có nghĩa là từ này là từ Bali, có nghĩa là lần thai tức là mình đã cúng dường đến vật thực cũng như là cúng dường đến lễ phẩm, thì mình có cái lời là xa thuốc tức là mình quan hỷ những cái phước báo mà anh Nguyễn Chí Kiệt đã tạo, thì cùng với việc có mong rằng gì đó thì mình có cái lời là xa thuốc lành thai mong rằng xong gì đó nha. Trời ngoài trời.
muốn coi ạ, coi chùa qua. Ừ. Ủa giỏi, giỏi. Hay, hay. Hay, hay. Ờ, rồi mới ngài chạy nha mọi lắm. Ôi trời. Phật thực mê ly. Ngài chạy là Phật thực mê ly. Ê, kìa cơm, kìa cơm. Kìa cơm, kìa nhấn bạp á. Kìa cơm, đặt kìa lập chừng cho. Đi. Đó, nè, khay nha này. À, khay nè. Mà hay nào thành gần con nào gần con để ta may gần con nè con để ta may lớp một ừ sao bên nằm số lớp một cái đó
như vậy. Lớp 2. Năm sau con mới là lớp 2. Lịch lớp thầy phí. Năm sau con cũng đi lên. Lớp thầy phí à? Ai? Con lớp thầy Mán. Thầy Mán. Thầy Mùi. Con của thầy Mán. Thầy Mùi. Thầy Mùi con. Con thầy Mùi đấy. Con thầy phí. Con thầy phí. Ai? Thầy phí à? Con thầy phí à? Con thầy phí à? Sao bãi này đấy. Ăn đi ăn đi sao bãi ơi rồi cái này còn gọi đến này nè lai nè thấy chó mấy thấy chó mấy chó mình được chó mà chó cái này đây còn coi mình sẽ coi mình thích ăn không thôi. Hả? Ai đâu? Hả? 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 Độc đắc hả? Ồ, độc đắc vậy. Hả? Tin tại gia số tin độc đắc. Hên xui. Hên xui à? Con cũng mất hên xui nè. Là con gần thì muối nhưng mà thì muối là lâu biệt là thì muối đây hay thế này gạo thì mán thì muối luôn thì muối cứ là thì muối luôn ơi à, thì à, đây à, đi con từ đây nào. Vậy à, khoe đi. À, là cái này vô mà nè. Mà tôi ăn mất đoạn. Tại vậy, tại đi ăn được rồi thôi. Nó nói, nói con nè. Ờ, chung đi. Ờ... Di Linh. Rồi em luôn Di Linh đằng ai. Tôi đã lạc lên chứ. Thế mình chào con thường lên chứ, ôi thật khỏi. Là tôi mà anh thích đó là. Là tôi đứt cho cái nút mình giúp Phật mộ quý. Ừ. Tôi tính nghe này, tính là không ấy. Tính nghe nào. Thằng chùa lên ngày nay thơ thơ chùa lên không? Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa quý vị đại biểu lãnh đạo, kính thưa quý vị chức sắc các tôn giáo,
đi lên ở đây ban chạp thang cả lúc mục ở đây cả tua là ác nô mô tê ni em nô bắn đây nhớ ban cổ rộp hơi lòng kè ni thì đang ngô nhẹ tay năng hôn tô sô phê ta hôn tô nhẹ tí nôi đang ngô nhẹ tay năng hôn tô sô phê ta hôn tô nhẹ tí nô thì đang ngô nhẹ tay năng hôn tô sô phê ta hôn tô nhẹ tí nô. Ây da, xong xong thì mình chồng không màu khăn này khăn khăn này khăn này khăn khăn này mình cắt lâu đúng không mình dẹp lâu đấy.